Hôm nay tôi giới thiệu với quý vị và các bạn đó là một gói mồi lươn dùng cho ba công dụng. Thứ nhất, đánh vào lồng bắt quái. Ta có thể cắt bao bì ra và cho từng gói mồi một. Bên trong là gồm những cho vào lồng bắt quái. Mỗi một khoang chúng ta có thể cho vào một viên này. Và tiếp theo nữa đó là lồng ô. Ta có thể sử dụng vào được lồng ô khi cho cục mồi vào. Ba người chơi vào đây. Ở đây nữa là mồi bẫy lươn. Ta có thể cho từng viên một vào trong đây. Trúng để gọi là trúng lươn. Rất hiệu quả. Còn đây lồng bắt quái thì quá đơn giản rồi. Ta cũng cho từng viên một vào trong lồng bắt quái. Đúng kiểu đánh bắt rất là hiệu quả. Cách ra cũng được, cho cách một ô, cho một ô cũng được. Khi ta cho vào xong rồi có thể thả xuống sông. Sau đó là khoảng tầm 4 đến 8 tiếng hoặc là đến sáng mai là có thể vớt lên. Chắc chắn rằng đánh rất là hiệu quả. Một gói lươn này có thể dùng cho rất được nhiều sản phẩm lồng. Và một thứ nữa đó là gói lươn này rất là tiện ích, dùng cho cá da trơn, tôm, chạch. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ mồi lươn.